Mình vừa mới lấy con Mate 29 này về mà bay thử này. Đây là con gọi là Mate 29 Ski. Cánh làm biên dạng này. Đầu đuôi các thứ cũng xạ. Đó có cản đáp các thứ đây. Càng này có giảm sóc luôn. Mình mua cái này là mình mua cũ. Đây nhưng mà con này đang bị lỗi phần đầu này, mất cái nắp pin này. Và cái này phần hơi xấu tí, giờ thì mình sẽ cắt lại phần nắp pin cho nó. Đấy, các bạn sẽ cắt cùng với mình. Nguyên tôi liệu nó thì là mình sẽ dùng Tech Red Fly Sky E6 này, Red EA6B XC Skywalker 40A. Và mình cầm cái pin 3S nữa. Pin LiPo 3S 30C 2200mAh. Thường là chúng ta sẽ nhét nữa đó. Nhét dây motor vào trong cái này, sau phải dây nối dài nữa, nối vào IC để tầm từ này. Tuy nhiên là mình lại không có dây nối dài, cho nên là mình sẽ để ngay IC dưới bụng đây. Và dưới thì mình sẽ để nhét vào trong đây. Pin thì mình đặt đây, thế là xong rồi. Con này thì servo càng đáp các thứ này, người ta đã lắp xong hết sẵn cho mình rồi, nên mình chẳng phải làm gì nhiều. Các thứ servo và bánh lái, motor, nên là mình chỉ bị gắn ba đấy nữa xong. Cái phần đuôi này, cái chủ cũ người ta làm nó gãy mất khá là xấu, nên là mình sẽ cắt nó và mình sẽ khôi phục được nó đây. Mình đã cắt là mình đã khứa dọc theo từng cái thứ xốp này. Mình uốn và mình sẽ gắn lại cho nó đẹp hơn. Cái XC đây, mình phải nối thêm dây vào. Vì cái motor này nó chơi khá nóng nên các bạn phải tìm dây mà nó chịu nhiệt tầm 200 độ C ấy. Nên mình tìm được mấy dây to to của pin đó. Mình nối nó vào thì kéo dài nó mới đến tầm chỗ này. Thì khi mà chúng ta để pin vào đây thì mới cắm vào được. Đó. Bây giờ mình sẽ luồn qua cái lỗ này thôi. Còn cái phần đuôi này thì là mình đã cắt xong một cái tấm này này. Mình uốn hết xong hết rồi. Tí mình sẽ lắp vào nhìn nó đẹp hơn ngày cũ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ luồn XC lên và gắn keo chặt vào, gắn cả RX các thứ nữa vào. Các bạn kéo lên gần trên đây này, tí mình sẽ dính keo vào. Dây các bạn sẽ luồn vào đây. Giờ mình chỉ cậy nắp vào. Cái đầu này nó cũng bị nát đều rồi. Nên mình sẽ cắt nó đi và khôi phục lại bằng cái tấm này mình vừa mới cắt. Các bạn muốn uốn thì các bạn sẽ khía từng cái đoạn một như này cho mình. Đó, mình uốn rất là dễ luôn. Mình sẽ thay lại bằng cái chỗ này. Mình nhìn nó nát này, nhìn rất là xấu. Mình sẽ cắt mất đến tầm chỗ này. Cái nến đây mình vừa mới đổ vào. Rồi mình sẽ đổ thêm ít keo nến vào. Rồi mình sẽ gắn nó vào cái chỗ này. Còn về những cái hai cái phần này thì mình sẽ cố gắng mua đề can màu cam này, dán lại cho nó đồng đều cái này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây các bạn nhìn sau khi mình thu xong nhìn nó cũng khá là ổn, cũng khá là đều. Giờ thì cái này mình chỉ việc là cố mua được cái đề can màu cam để dính vào là cũng rất là ổn lắm rồi. Đây nữa, khi mình sửa xong thì nó cứng cáp rất là nhiều, lúc nãy thì rất là yếu cái đầu này luôn. Như vậy là mình đã khôi phục gần xong rồi. Giờ là sẽ lắp RX và pin vào là ok. Còn cái đầu này thì mình cũng chơi tạm, khi nào mà mình chán thì mình sẽ gọt nó đi và gọt lại cái đầu mới cho nó, bởi vì mình cũng có cái xốp tấm to để mà làm cái đầu này rồi.
cái dây pin này nó hơi ngắn nên mình đã vừa mới hàn thêm một dây nối ra ngoài đây. Rồi mình sẽ nối trực tiếp vào pin đây thì nó dễ dàng hơn nhiều. Chỗ cao là nhưng mà dễ nhìn. Đây là đang bị ngược trái phải này. Đây mình thử ga. Đây các bạn nhìn cái điểm đằng sau. Nó thổi rất là mạnh luôn. Giờ mình sẽ gắn keo TRX vào đây này. Kết nối các thứ như vậy thôi. Pin sẽ để đây. Và mình sẽ làm lại cái nắp pin này. Cái đầu này chứ. TRX để đây này. Pin sẽ để đây. Mình sẽ làm lại cái nắp pin này. Và cái đầu này chắc mình cũng cắt phần đoạn này đi. Mình sẽ gọt lại cho đẹp hơn. Tiếp theo giờ là mình sẽ gắn TRX vào chỗ này. Kết nối các thứ vào. Còn cái phần đầu này thì mình sẽ cắt lại sau. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắm dây vào. Cái servo lại bánh lái này mình cắm vào kênh 4. FC này mình cắm vào kênh 3. Cả hai con servo này là kênh 1, 2 luôn. Sẽ test thử xem. Rồi, mình đã cắt ra được cái đầu của nó. Giờ mình sẽ khía dọc này để tí chúng ta uốn cho nó dễ. Và mình sẽ làm lại cái phần đầu ở đây và làm lại cái mũi nữa. Bây giờ là mình sẽ làm phần bên trong buồng lái đây. Mình sẽ đệm một tấm ở đây này, một tấm đây, một tấm ngang đây. Rồi chúng ta sẽ úp cái canopy này lên. Bên trong này mình sẽ sơn màu đen cho nó đẹp. Đó, khá là đơn giản thôi. Mình thấy cái đầu này thì là nó sẽ là đầu của su 27. Bây giờ mình sẽ đi sơn đen cái phần này lại. Sau đó là úp cái nắp này vào là xong. Mình dùng sơn ATM màu đen này. Vì cái sơn này nó ăn sốt nên các bạn sẽ phải để cách xa tầm 4-50 phân. Mình sẽ sơn từng lớp một ít thì nó mới không bị ăn sốt. Chứ sơn gần này là sẽ ăn hết sốt. Toàn không đẹp.
Rồi chúng ta chỉ việc đợi nó khô thôi. Sau khi mà đợi cái đầu máy bay này nó khô ạ, thì mình sẽ gọt cắt lại cái phần, đợi phần nắp này khô mình sẽ gọt lại phần đầu này. Đây, mình cầm miếng xốp lấy ở cái thùng đựng tủ lạnh, mình sẽ gọt tầm cái đoạn này đi, nhìn nó méo mó rất là xấu. Rồi, nó đã khô rồi, thì bây giờ mình sẽ bóc cái băng dính ra, đệm thêm một cái tấm da nhựa làm cái ghế phi công ấy, và đậy nắp canopy vào thôi là ok. Bác nào có thể, bạn nào thích thì có thể mua mô hình phi công giả ở đây, nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ đo và cắt cái nắp này ra này. Đó, để chùm vào cái máy bay này của mình. Đây, mình đã gọt xong rồi, cũng tạm ok thôi. Bây giờ mình sẽ đi mua cái giấy ráp mà nó mịn này, thì đánh vào nó sẽ mịn hơn. Đây chỉ là giấy ráp thô thôi. Hơi ú hơn một tí nhưng cũng không sao. Đây, mình vừa đi mua ít giấy ráp mịn này về đây. Thì đánh nhé. Đấy, khá ok rồi, giờ mình sẽ vào dán nó vào máy bay thôi. Rồi, là xong. Về hai cái phần này này, thì mình có thể mua được cái lọ sơn này. Màu nó khá là giống, màu cam. Thì mình sẽ dùng để mà sơn nó. Các bạn cùng xem qua mình sơn. Thank you.
Đây mình đã sơ xong rồi, bây giờ mình chỉ việc đợi cho nó khô thôi là có thể hoàn thiện chiếc máy bay này rồi. Về cái con Mach 29 Scan này thì là mình sẽ bay có video test sau, bởi vì là mình sẽ tập bay thả flaps trước đã. Đây, đây là kit mình vừa mới cắt xong để mà bán đấy. Đây mình chưa dính keo đến này, nhìn nó lỏng lẻo này thôi, chứ còn khi các bạn dính keo đến vào thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Đó. Đó, nếu các bạn nào muốn mua kit sản phẩm này của shop mình thì mình sẽ, các bạn có thể ấn vào link sản phẩm mình để dưới mô tả video, hoặc là phần mình ghi một comment đấy, các bạn ấn vào rồi muốn đặt kit mình sẽ làm. Đây là Su 27 xải 75cm flat shop Debron. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau, mình sẽ test con Mach 29 Scare.